Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình là người lạ. Mình đã viết chủ yếu nội dung tại tiêu đề của video này, thì tức là trong video này thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về sale off mới nhất tới từ Adidas. Và lần sale off này thì nó cũng hấp dẫn không kém gì cái lần trước mà mình đã cho các bạn rất nhiều thông tin và rất nhiều các bạn đã mua được những món đồ cực kỳ giá, cực kỳ tốt. Thì trong dịp này cũng là cái dịp mà quay trở lại trường học của các bạn học sinh và sinh viên. Thì cũng nhờ dịp này mà chúng ta có thể mua rất nhiều những món đồ, từ giày đến dép, rồi quần, áo, mũ, ba lô vân vân, rất nhiều món để các bạn có thể quay trở lại trường học. Thì các bạn có thể tham khảo giá, tại vì đây là một trong những đợt giá tốt nhất trong năm. Thì trong video này mình sẽ không review cụ thể về một mẫu giày nào cả, mà mình sẽ phân tích cho các bạn cũng như là đưa ra những cái deal rất là tốt để cho các bạn có thể tham khảo. Và cũng như mọi khi, chúng ta nên để giờ báo thức đồng hồ rơi vào khoảng là 12 giờ kém của đêm nay để bắt đầu mua hàng. Tại vì nếu mà mua hàng sale ấy, thì đủng đỉnh là không bao giờ có hàng cả. Và đương nhiên bạn chỉ cần chậm có mấy phút thôi là cái món hàng bạn muốn mua đã hết, cũng như là nó chỉ còn lại toàn bộ là size lớn hoặc là gì đó vân vân. Thì đối với lần sale off này thì cái mức giá giảm cao nhất các bạn có thể có được nó lên tới là giảm 76% trên giá bán. Các bạn không hề nghe nhầm đâu, tức là giảm lên tới 76%. Tại sao lại như thế? Tại vì thứ nhất là như này, trong ngày mùng 9 tháng 9, thường thường những ngày đẹp nhé, mùng 9 tháng 9, mùng 10 tháng 10, mùng 11 tháng 11 vân vân ấy, thì rất nhiều hãng họ sẽ sale off lớn. Và đặc biệt ở Lazada này thì mùng 9 tháng 9 Lazada, cái gian hàng của Adidas ở trên Lazada ấy, lại một lần nữa sale off rất lớn. Và khi mà đến ngày mùng 9 tháng 9, tức là 0 giờ đêm nay, bắt đầu từ 0 giờ đêm nay và kết thúc vào 24 giờ đêm của ngày mùng 9 tháng 9 ấy, thì chúng ta sẽ có những mặt hàng có thể được giảm giá lên tới 55% trên giá bán của nó. Thì đấy là có những món hàng được giảm giá 55%, cái này là có, tí mình sẽ cho bạn xem. Và ngoài ra, để tiết kiệm thêm, chúng ta sẽ giống như lần trước, tức là chúng ta sẽ mua 3 món đồ để được giảm thêm 40% nữa. Giảm 55 rồi, giảm thêm 40% nữa. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái mã giảm giá là 12% off đây. Như các bạn có thể thấy ở đây là mình có một cái mã giảm giá ở đây là 12% off cho đơn hàng từ 2 triệu ấy. Thì như bạn có thể hình dung là một món đồ giảm giá được nhiều nhất, thì tức là chúng ta giảm giá trên giá niêm yết là đầu tiên là giảm 55% đã. Tiếp theo là mua 3 món giảm thêm 40%. Và cuối cùng là cái mã giảm giá này là giảm thêm 12% nữa. Cộng tổng vào thì chúng ta có thể được có cơ hội giảm giá lên tới 76% luôn. Đây là một mức giá rất tốt. Thì vào trang của Adidas, chính hãng này, mình sẽ để cái link này bên dưới phần mô tả video. Thì chúng ta sẽ có cái thông tin về ngày 9 tháng 9, đó là sẽ có, đầu tiên là về mã giảm giá đi. Thì bên trên này sẽ có một vài mã giảm giá. Thứ nhất là giảm 12% này. Thì các bạn nếu mà dùng ấy, thì nên ấn vào cho vào ví này. Thì mình ấn cho vào ví rồi nên nó hiện là đã cho rồi ấy. Hoặc là 10% off bất cứ đơn hàng nào. Đấy, hoặc là 10% off với đơn hàng từ 1,2 triệu. Và cuối cùng là 7% đối với đơn hàng từ 950. Thì mình nghĩ là cái 12% này là cái đáng giá nhất trong cả 4 cái mã này. Ở ngay bên dưới này thì sẽ có một vài thông tin về những cái mẫu món hàng với giá flash sale trong ngày 9 tháng 9. Ví dụ cái đôi Adidas Running này giá 1.470.000 trên mức giá niêm yết là 2.100.000 này. Hoặc là cái đôi Running Alpha 3 Plus này của nữ màu trắng thì 1.960.000 trên giá 2.800.000 này. Hoặc là ngay dưới này chúng ta sẽ có mẫu giày chạy là Ultra Boost với mức giá 5 triệu mà giảm chỉ còn có 3.500.000 này. Đây là một mức giá rất tốt. Nếu như chúng ta mua thêm để giảm thêm kiểu 40% với lại 12% nữa thì mức giá sẽ còn thấp nữa. Ví dụ luôn đi, bây giờ ví dụ chúng ta sẽ mua được đôi này 3.500.000, 3.500.000, 3.500.000, mà chúng ta sẽ mua 3 món đồ để được giảm thêm 40% ấy, thì chúng ta sẽ nhân 0.6 là còn 2.100.000, 2.100.000 lại giảm thêm 12% nữa là còn có 1.848.000 cho một đôi Ultra Boost thế hệ mới như thế này, một đôi màu đen rất đẹp. Đó, đấy là một mức giá mà các bạn có thể thấy là không bao giờ gặp được cả, thực sự là không bao giờ gặp được cả. Trước khi nói tiếp về những sản phẩm đáng mua trong đợt này thì mình sẽ nhắc lại một chút về cái việc là chúng ta mua 3 sản phẩm chúng ta được giảm lên tới 40% giảm thêm. Thì nếu như các bạn không có nhu cầu mua quá nhiều sản phẩm, các bạn có thể rủ thêm bạn bè để mua thêm 3 sản phẩm trong một đơn hàng là được giảm thêm 40% trên giá bán nữa. Hoặc là đơn giản nhất là chúng ta sẽ mua thêm vài đôi tất với mức giá rất là tốt. Ví dụ như đây, các bạn có thể tìm những đôi tất như thế này, mua thêm. Ví dụ các bạn chỉ cần mua một, các bạn chỉ muốn mua một đôi giày thôi, các bạn muốn được giảm giá thêm 40% thì chỉ cần thêm 2 đôi tất là được. Ở đây có rất nhiều đôi tất 130.000 này, hoặc là rất nhiều đôi tất rất là hot. Ví dụ như là cái bộ 3
ba lá mà nó đã restock. Ở đây thậm chí có cả bộ ba sọc này với mức giá là 300.000, và bộ ba lá đây, ba lá đã restock rất đẹp. Đây là tất của mít rất đẹp và có cả màu đen nữa này. Đó thì đấy, đấy là những sản phẩm mà các bạn có thể thêm vào. À đây có tất củ cao ba lá luôn, đây là củ cao. Đó, những cái đôi này thì thực tế ra là ai cũng cần cả, và việc thêm vào những đôi này thì chúng ta không cần rủ thêm bạn bè mà chúng ta vẫn được giảm giá 40%. Đó thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem thêm về một vài những cái sản phẩm khác, những sản phẩm mà có vẻ rất là đáng mua trong thời điểm này. Ví dụ như đây, trong top 1 chúng ta sẽ có một cái dép như thế này. Đây là một đôi dép có mức giá niêm yết là 480.000 nhưng mà hiện tại đang được bán 408.000. Flash sale vào đúng lúc 0 giờ đêm nay mức giá nó còn tốt hơn nữa, khi mà chúng ta có 480 này, nó được giảm giá là 33% thì nhân với lại 0,67 chúng ta sẽ chỉ còn 321.600 cho đôi dép này. Và nếu như mà các bạn mua để được giảm giá thêm 40% ấy, thì chúng ta sẽ chỉ còn 192.000, thêm cái mã giảm giá 12% mình để bên dưới nữa là 170.000 cho một đôi dép. Đây là một mức giá rất tốt để các bạn có thể mua những đôi dép, thậm chí mình mua la liệt những đôi dép này để trong nhà, để đi trong nhà, để đi nhà tắm, thay cho những đôi dép vớ vẩn hoàn toàn ok. Đây là một đôi dép khá là đáng mua. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai là bên dưới này chúng ta sẽ có rất nhiều những món đồ, những đôi giày, những quần áo, thì bây giờ mình sẽ tìm từng cái một. Ví dụ như đầu tiên là có thể tìm về giày đi. Thì nói về giày, đắt nhất có lẽ là Ultra Boost. Ultra Boost. Đó. Ở đây có rất nhiều những mẫu Ultra Boost và các bạn có thích mẫu nào thì chọn mẫu đó. Có cả Ultra Boost 20, Ultra Boost PB và thậm chí là cái mẫu Ultra Boost này, Ultra Boost Sài Gòn này đã có mặt trong đợt sale off này và chúng ta có thể mua 3 để được giảm 40%. Đó. Và những cái mẫu khác ở ngay bên dưới, và thậm chí là có những cái mẫu còn giảm giá luôn. Ví dụ bình thường ra cái mẫu PB này 5 triệu, bên cạnh màu đen này thì chỉ có 4,2 triệu và vân vân. Thì chúng ta ví dụ hình dung một cái mẫu màu đen này đi, mức giá của nó là 4,2 triệu. Thì khi mà giảm giá chúng ta sẽ có một mức giá là như nào, 4,2 triệu nhân với 0,6 rồi nhân tiếp với 0,88, thì đó chúng ta sẽ có mức giá là 2,2 triệu. Thì tức là một cái đôi giày có mức giá cao bây giờ chỉ còn lại một cái mức giá mà rất dễ tiếp cận như vậy. Ở đây có rất nhiều những mẫu Ultra Boost và link của những sản phẩm này mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả video. Và ok, sau Ultra Boost chúng ta sẽ thử tìm đến một cái dòng giày rất nổi tiếng khác, đó là Superstar. Đó thì đây là những đôi Superstar mà chúng ta có thể mua. Thì ở đây chúng ta vẫn còn những đôi tem vàng phổ biến đặc trưng này. Mình có cái mẫu màu đỏ này với mức giá là cực kỳ tốt. Đây là một mức giá mà được flash sale với mức giá giảm lên tới là 55% so với mức giá niêm yết. Đây là 2,4 triệu vậy thôi, thế nhưng mà 0 giờ đêm nay thì nó sẽ có mức giá như này, 2,4 triệu mà được giảm 55%, tức là chúng ta nhân 0,45 chỉ còn 1,080,000 cho mẫu này. Đây là mức giá chúng ta mua ngay được. Nếu chúng ta mua 3 để giảm thêm 40% thì mức giá còn lại chỉ còn là 648.000 và thêm cái mã 12% nữa là 570.000. 570.000 cho một đôi Superstar rất đẹp. Nói thật là với mức giá như này thì không có một khi nào mà các bạn có thể mua được một đôi giày đẹp và nó bảnh như thế này với mức giá 570.000. Đấy là một mức giá mà bình thường ra mua giày giả chưa chắc đã mua được một đôi đẹp như này. Cái đôi mà có mức giá như này thì chỉ có đôi màu trắng với lại cái logo ba lá đỏ bên hông này, cũng như đôi màu trắng với logo ba lá đen ở bên hông cuối cùng này. Đấy, cả hai đôi này đều có mức giá sau khi trừ hết mã giảm giá đi chỉ có 570.000. Đấy là một mức giá mà mình nghĩ là nếu các bạn không mua thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai để mua với mức giá như vậy. Mình có một vài lưu ý là như này. Đầu tiên là khi mà nó hiển thị hết hàng ở đây ấy, thì các bạn cứ mặc kệ, đến đúng 0 giờ đêm các bạn quay lại, tại vì rất có thể là thời điểm đó thì các cái size của giày nó mới được back lại, nó mới được back để chúng ta mua, chứ không phải là nó thực sự hết hàng đâu. Đến lúc mà 0 giờ quay lại mà nó vẫn ghi là hết hàng thì lúc đó mới hết hàng thật, chứ còn bây giờ mà vào hết hàng ấy, thì chưa chắc đã là hết hàng. Lưu ý thứ hai đó là những cái size của giày dép trên này nó là kích thước, nó là size UK chứ không phải US, thì chúng ta nên chú ý cái điều đó. Nếu bình thường các bạn đi 8 US thì UK là 7,5, trừ đi 0,5 là được. Đấy là hai lưu ý. Rồi ok. Rất nhiều những mẫu Superstar có ở đây, có cả Slip-On, cái mẫu màu trắng này rất là phổ biến. À không phải màu này, mà là cái màu bên trên đây. Mẫu này rất là phổ biến. Màu trắng này mình thấy các bạn đi rất là nhiều. Ngoài ra thì có những mẫu khác, ví dụ màu trắng với logo lớn này, màu đen với lại sọc trắng cũng đẹp này. Và thậm chí cái mẫu này của nữ mình thấy đẹp này. Cái mẫu Superstar này của nữ nó có phần da màu đen nó bóng lên, cùng với đó là cái phần đế là đế bow. Tức là cái đế nó được dày lên, nó được đệm thêm một lớp nữa khiến cho các bạn nữ đi tôn dáng hơn, đẹp hơn. Đấy là một trong những mẫu Superstar rất đẹp. Bên cạnh Superstar chúng ta có một người anh em khác là Stan Smith.
cũng đẹp không kém. Thì trong đây có những mẫu rất là phổ biến, ví dụ màu trắng này. Đó, các bạn cứ áp dụng theo cái quy tắc giảm giá đó là biết. Màu đen đế, gót trắng này, màu trắng với lại hoa lá này, màu bạc này. Ở đây, kinh điển, màu trắng gót xanh này. Đó, và đây rất nhiều những mẫu khác màu trắng gót xanh nhưng mà là miếng dán này. Đó, trắng gót hồng này. Đó, có một số mẫu Stan Smith có ở đây. Rồi, tiếp đến thì một vài mẫu giày chạy mức giá rẻ hơn, ví dụ như là Alpha Bounce. Alpha Bounce. Mình sẽ tìm xem đây. Tất cả chỉ có khoảng 5 mẫu thôi nhưng mà mình nghĩ như này là đủ. Ví dụ cái mẫu này đi, màu Core Black. Đây là mẫu mức giá niêm yết lên tới là 2.800.000 Alpha Bounce Plus. Thế nhưng mà mình biết mẫu này sẽ giảm giá. Và giảm giá như thế nào? 2800 giảm giá 33% là chúng ta sẽ có mức giá 1876 nhân thêm với lại 0.6, tức là sau khi được giảm 40% rồi ấy, rồi nhân tiếp với lại 0.88 thì mức giá mà chúng ta bỏ ra cho một đôi Alpha Bounce Plus có thể đi tập gym, có thể đi chạy, đi lifestyle cũng được, nó là một mức giá chỉ có dưới 1 triệu đồng. Đây là một mức giá cũng rất tốt. Đôi này thì đến đêm nay nó sẽ về mức giá là 1876 gì gì đó như mình đã nhân ấy. Một đôi giày Alpha Bounce rất đẹp. Tùy các bạn thôi, các bạn thích màu nào có thể mua màu đó là đều ok cả. Đó, đấy là về giày Alpha Bounce. Rồi giày thì còn dòng giày gì nữa nhỉ? Những dòng giày phổ biến thì mình cũng đã kể ra rồi. Hoặc là các bạn thích thì có thể mua Pure Boost. Pool Boost. Đó, khi mà gõ ra như này thì đây là một trong số những mẫu giày mà đi rất là sướng. Thật sự đi rất là sướng. Đặc biệt là những mẫu giày Pool Smooth HD này. Những mẫu này đi chạy, đi lifestyle hoặc là đi thậm chí đi leo núi cũng được, tại vì đế của nó là bám đường cực tốt. Mình có hai đôi này rồi nên mình biết. Đấy, những đôi với mức giá như này. Và các bạn cứ nhân lên để biết được cái mã giảm giá và cái giá sau cùng của nó là bao nhiêu. Rồi, sau phần giày thì chúng ta có thể đến dép đi. Adilette. Đó, với phần dép ở đây thì có rất rất nhiều dép. Và như đôi này mình đã nói này, thì mức giá còn lại của nó là rất rẻ, chỉ có 100 mấy. Đấy, mình sẽ để link đôi này bên dưới. Ngoài ra có một đôi rẻ nữa khác, đó là cái đôi hiện tại thì mức giá niêm yết 650, mức giá hiện tại 550. Tuy nhiên thì đêm nay nó còn được giảm giá sâu nữa. Mình không nhớ chính xác là giảm 33% hay 55%, nhưng mà đôi này nó cũng rất là rẻ. Đây là một đôi giày mà nó ghi là dép nữ thế thôi, nhưng mà thực tế là nam đều đi được. Và nó có hình con hổ ở phía bên má trong của dép, nhìn rất đẹp. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình con hổ ở phía này rất là rõ ràng. Đó, đây là một hình ảnh rất là đẹp, hổ và hoa hồng. Đây là một đôi dép cũng khá là ok. Với những đôi dép khác thì tùy, có cả tông ở đây nữa và dép màu. Với tất cả những đôi dép này ấy, thì sau khi giảm giá 40% rồi 12% nữa, mức giá còn lại của nó là rất dễ để sở hữu, rất dễ để sở hữu luôn. Rồi sau dép chúng ta đến với lại áo đi. Áo thì nó thật là bạt ngàn luôn, chúng ta sẽ có rất rất nhiều áo có ở đây. Thì các bạn nào thích mặc những áo ti từ Adidas thì có thể lựa chọn và mua rất nhiều mức giá. Thực ra là mức giá nó cũng xem nhau thôi, không chênh nhau quá nhiều. Nhưng cái quan trọng là sau giảm giá nó là một cái mức giá vô cùng dễ tiếp cận. Nó thậm chí còn rẻ hơn là những áo phông tới từ một số thương hiệu local brand tại Việt Nam hiện nay. Đấy, những áo này rất đẹp. Đó, nếu mà các bạn, một cái áo này graphic tee cũng đẹp không kém này. Có khi mình sẽ mua lên một cái này. Đẹp phết, nhìn thì đơn giản nhưng mà đẹp. Cái hình in này của nó cũng khá ok. Đó, có rất nhiều áo khác, cả nam cả nữ. Thậm chí các bạn mua áo ngực hay là đồ lót váy cũng có luôn, các bạn cứ search là ra. Hoặc là bạn muốn mua áo khoác đi, jacket. Đó, có rất nhiều áo khoác ở đây. À đây, cái VRCT này mình có cái áo màu đỏ này này. Và bây giờ mức giá của nó là chỉ có 1725, trừ các mã giảm giá đi thì có lẽ là dưới 1 triệu, rất tốt. Hoặc là một vài cái áo khác. À đây, cái áo kinh điển. Cái quả jacket kinh điển này mình nghĩ là các bạn cũng nên có một cái trong tủ đồ. Đây là cái áo của nam giá 2 triệu này, có một cái của nữ nữa thì phải. Đúng rồi, của nữ là 1.8 triệu. Đó, các bạn cứ trừ mã giảm giá đấy nhá, chứ còn giá niêm yết thì nó chỉ có đến như vậy mà thôi. Rồi ok, có rất nhiều những mẫu áo bên dưới và quần. Mình chỉ đưa ra một vài những gợi ý cho các bạn thôi, chứ tại vì tùy nhu cầu mỗi người, có người thích món đồ này, có người thích món đồ kia. Cứ vào mà soát, đây có một cái quần đỏ mà mình hay mặc này. Quần đỏ này giá niêm yết là 2 triệu nhưng mà bây giờ chỉ còn 1 triệu rưỡi. Thì bây giờ tính luôn cho các bạn dễ hiểu. 1500 nhân 0.6 nhân 0.88, còn lại 800 nghìn cho một cái quần chính hãng từ Adidas. Quần này hai lớp, lớp bên trong là vải mesh. Thực ra là nó rất là mỏng. Nếu bạn mà không mặc quần trong thì rất có thể là người khác sẽ nhìn thấy bên trong và của bạn có cái gì. Nói chung là những ai quấn quanh hông thì không nói, nhưng mà nếu ai mà để lủng lẳng là người ta sẽ thấy. Bên dưới có rất nhiều những quần khác rất là đẹp luôn, thật sự rất đẹp luôn. Nói về việc chọn size thì
Những người form người như mình này, áo hay quần đều chọn size S là vừa rồi. Đây là form Âu, nó khá là lớn. Chúng ta hình dung là như thế này. Với size S thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp cho người từ khoảng 1m65 đến 1m72, và cân nặng thì nó rơi vào tầm nó sẽ rơi vào tầm 1m67 đến 1m75. 1m67 đến 1m75, và cân nặng thì sẽ rơi vào tầm khoảng 55-60 cân. Còn lại size M thì 1m73 đến 1m78 và cân nặng khoảng 65-70 cân gì đấy. Đấy, thì thường thường ra những size rất là lớn, mình mặc tất cả đều size S cả, từ áo cho đến quần. Đó, quần áo rồi thì một vài phụ kiện khác. Với Adidas này họ có áo đấu nữa. Áo đấu của các đội bóng ấy. Thì đây, những bạn nào đây fan của Arsenal đâu rồi? Đây chúng ta sẽ có áo đấu sân nhà màu đỏ, thậm chí họ bán cả quần luôn. Sau giảm giá nhá, cái này sẽ còn rẻ nữa. Các bạn không muốn, đây có cả áo của các bạn MU luôn. Áo màu be của các bạn MU này, giảm giá luôn. Và một vài mẫu áo khác, đây là mẫu áo sân khách của Nhật Bản. Đó, cũng đẹp. Và còn cuối cùng thì sẽ tìm một vài những phụ kiện khác đi kèm đi. Ví dụ ba lô này, thì chúng ta cần mua ba lô để mà đi học mà, back to school. Với những ba lô này có rất nhiều những loại khác nhau. Nhưng mà ví dụ cái đầu tiên trên cùng bên trái này, màu xanh neon này, các bạn nhớ là chú ý cái này nó to lắm. Nếu mua đi học thì mình nghĩ không hợp lý đâu, mà cái này mua để đi du lịch hợp lý hơn, nó rất là lớn. Bên dưới này một vài cái ba lô khác cũng khá là hay. Ví dụ ba lô đắt tiền này, nhìn sáng bóng luôn, như kiểu là nó bằng da luôn. Đó, rất đẹp. Đó, bên dưới này sao lại có cái ba lô, đây là áo ba lỗ. Mình tưởng có áo, mình tưởng là có cái ba lô nó hình vếu này, không ổn. Ở bên dưới này sẽ có những ba lô bé hơn nữa, nhỏ hơn. Và đây có cái này bằng da, cái này là ba lô mini, nhìn rất là xinh, bằng da rất đẹp. Đó, đó là một cái ví dụ. Hoặc là mũ đi, ở đây có rất rất nhiều mũ khác nữa. Ô, có mũ tai bèo này, mình rất thích đội những cái mũ tai bèo như này. Mức giá có 500, rất được. Mũ tai bèo từ Adidas, kiểu mũ bucket ấy. Sẽ có một vài mũ phớt này, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu hồng. Mũ lưới, mũ rỗng, có cả cái bucket này luôn. Cái này là cái rất là nổi tiếng mà có rất nhiều người thích. Thường thường là rất dễ cháy hàng ở các store. Mình rất ít khi gặp nó được bán online như này. Một mức giá 600.000 nó đã là hợp lý rồi. Đấy, chưa kể là chúng ta thêm các mã giảm giá khác nữa. Đó, như vậy là tất cả những cái đó là mình chỉ ví dụ cho các bạn xem về những cái mà chúng ta có thể mua mà thôi. Thực ra là còn rất rất nhiều những món đồ khác nữa mà tùy theo nhu cầu của mỗi người để mà các bạn có thể mua được. Thì chúc các bạn mua được những món đồ ưng ý để cho back to school cũng như là phục vụ mục đích khác trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Link tất cả sẽ có bên dưới phần mô tả video cả mã giảm giá nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.